Vâng, kính chào tất cả mọi người, xin chào anh em trong làng audio. Hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn Audio lại tiếp tục giới thiệu đến với các anh em một bộ đôi rất là ăn ý và rất là hợp. Đó là một chiếc âm ly Sansui 661 và một đôi loa Avon. Một đôi loa Avon mũi đỏ, chép mũi đỏ. Vâng, bây giờ các bạn xem trước chiếc âm ly nha. Chiếc âm ly Sansui 661 server chiếc âm ly còn rất rất chi là đẹp luôn, 7 màu. Các bạn thấy lấp ló nó 7 màu không? Nhiều nhiều người cứ suy nghĩ tại sao nó sản xuất mấy mươi năm rồi mà nó vẫn còn đẹp. Chứng tỏ đây là một cái nền công nghệ của Nhật Bản rất đẹp các bạn. Chiếc âm ly còn 7 màu. Chiếc âm ly này chạy chạy 4 sò Hitachi các bạn nhé. Đây nè, sò Hitachi này, các bạn có thể thấy được à, đúng rồi, thấy được hết 4 con luôn nha. Một 1030 Hitachi, 1030 bốn sò Hitachi và lộ diện ra rất đẹp về 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 nó, về cái những cái sắc màu của nó các bạn nhé. Rất ok, tuyệt vời. Các bạn nhìn từ phía bên hông này, nó cũng là 7 màu sặc sỡ luôn, rất đẹp. Con này là hàng xuất Mỹ, nó chạy chạy 4 nguồn điện các bạn ạ. Vâng, các bạn thử xem phía sau nè, hàng chạy điện một 117 V. Vâng, con này 180 W nha. Con này không phải chạy 4 nguồn điện, con này chạy 117 luôn các bạn nha. Một nguồn 180, còn về công suất của nó là 180 W nha. Và nó có hai chạm A và B, chạm loa A và B. Nói chung con ly rất đẹp, các bạn nhìn từ phía sau ra phía trước. Đẹp đẹp không chỗ chê, đẹp mỹ mãn luôn nha, rất đẹp. Rồi ok, các bạn có thể mình cần này thì test luôn radio này, test radio cho các bạn nghe nha. Mở đài AM đây. Để xem tuyển Việt Nam thi đấu hay tới đây là các sân Thiên Trường, đây Hàng Đẫy, Vinh, Gò Đầu hay Thống Nhất, rất đẹp, V-League. Rất hay Thực sự là và nền tảng và rất cao nét nguyên luôn. của bóng đá. Bây giờ ta test FM. FM thì các bạn phải nhấn nút mút tin vào nè. FM thì có chỗ nó bắt được, có chỗ bắt không được, nhưng mà ta nghe sóng sò là ta biết có bắt được. Đấy, nó có tiếng sò, nó có tiếng là có tiếng hiệu. Nhưng mà ở đây có ở nhà ngay nhà mình thì mình phải dắt anten vào. Đấy các bạn, sực sực cái này này. À, nhưng mà nó yếu sóng. Vâng. Nói chung là phải dắt cái dây anten vào nha. Vâng. Và bây giờ các bạn tiếp tục xem mặt trước của nó. Mình vừa xem xong nội thất. Còn bây giờ phía mặt trước của con Amly này này, tất cả đèn đuốc đèn được chỉ đầy đủ hết các bạn nha. Rất đẹp, không một vết chày. Vâng. Và mình đang ghép với con âm ly The Silver 661 này với một cặp loa Avon. Cặp loa Avon mà trước cái màn hình các bạn, trước loa phía bên này, loa có chiều cao là 56 cm, rộng 34 và sâu 24. Đôi loa này có cái màn lưới trước là vải bố nè, Avon. Và Avon này rất nhiều đời các bạn, rất nhiều đời nha. Và đặc biệt con này là có hai quay màng giấy, màng tím luôn và viền mốt. Viền này là viền thay, mình nói luôn mà thay viền với những đôi loa là chuyện bình thường nha. Viền này viền thay, có nhiều cái viền zin nhưng mà các anh em vẫn khuyên mình thay giùm nếu gửi đi xa. Đây rau chú hề rất đẹp và tép mũi đỏ, đấy là chiếc loa bên này. Vâng. Và các bạn xem tiếp chiếc loa bên này, mình lấy luôn cái căng ra rồi các bạn xem phía trong luôn. Đôi loa nói chung là rất đẹp. Ê căng cũng còn nguyên bản luôn, chưa hề rách hay lủng gì nè. Ê căng còn nguyên bản luôn. Đấy. Các bạn xem từ đầu đến cuối toàn bộ cái ê căng. Và bây giờ chúng ta xem ở phía trong ha. Đôi loa nói chung là đẹp mỹ mãn. Phía sau nè, các bạn xem phía sau này, Avon Z 1 made in USA nha. Vâng, USA các bạn này. Đấy.
rất rõ nha. Đôi loa này giá nó ra đây là 9 triệu đồng và chiếc âm ly là 8,5 triệu. Chiếc âm ly sang xuôi 661 là 8,5 triệu. Và bây giờ các bạn nhìn lại chiếc âm ly một lần nữa này, bảy màu sặc sỡ và chạy 4 sò sắt Hitachi. Con này chạy vỏ gỗ các bạn nghe, vỏ gỗ zin nha. Nè, còn cái tem, đây là cái tem kiểm định của nó luôn nè. Đấy, rất đẹp. Nói chung là hàng rất chuẩn nha. Vâng, và bây giờ xin mời các bạn nghe một ca khúc để đánh giá được chất âm của bộ đôi này ra làm sao nha. Bây giờ xin mời các bạn.
Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình giới thiệu sản phẩm và test âm thanh của Quý Nguyễn Sài Gòn Audio. Xin hẹn gặp lại các bạn những clip lần sau. Xin chào.